Để bắt đầu chương trình thì tôi xin trình bày bài cái vai trò của điện quang can thiệp điều trị ung thư gan nguyên phát HCC trong cái kỷ nguyên của thuốc toàn thân. Như chúng ta đã biết thì đây là cái bối cảnh hiện tại, thì cái concept mà điều trị ung thư gan ở trong cái thực hành lâm sàng của chúng ta thì chúng ta thấy rằng là gì, khi ung thư gan nguyên phát thì thường được chia thành 3 giai đoạn, 4 giai đoạn, nhưng thực chất là 3 giai đoạn, gồm có 3 giai đoạn sớm và rất sớm. Giai đoạn này có bệnh nhân có cơ hội điều trị triệt căn thì chúng ta sẽ điều trị bằng các phương án phẫu thuật như là cắt gan hay là ghép gan, hoặc một số trường hợp có thể điều trị bằng các can thiệp phá hủy u tại chỗ, thường là đốt sóng cao tần hoặc là dùng vi sóng. Trong giai đoạn trung gian thì thường chúng ta sẽ điều trị bằng phương pháp can thiệp nội mạch, chủ yếu nút mạch gan qua đường động mạch gan. Còn trong giai đoạn muộn hoặc giai đoạn rất muộn, giai đoạn muộn thì thường điều trị bằng thuốc toàn thân. Như chúng ta đã biết thì sorafenib là cái thuốc phổ biến và ngày nay có một số thuốc khác nữa. Thì đây là một cái concept thông thường mà chúng tôi thấy rằng là đang áp dụng cái thói quen thực hành lâm sàng của các bác sĩ hiện tại ở trong bối cảnh Việt Nam. Tuy nhiên, đây là một cái guideline điều trị BCOC từ năm 2011. Và hiện tại trong cái kỷ nguyên hiện tại thì chúng ta là những năm 2021, 2022 thì chúng ta cũng được cập nhật dần các cái kiến thức điều trị ung thư gan nguyên phát, thì chúng ta thấy rằng là hiện tại chúng ta thấy đã có rất nhiều các guideline khác nhau. Và một cái điều nhìn nhận chung chúng tôi nhìn thấy là gì, là chúng ta đã thấy rằng là các cái điều trị ung thư gan, đặc biệt là giai đoạn trung gian và giai đoạn muộn, thì nó đã bắt đầu phức tạp hóa, nó không đơn giản như những cái guideline trước đây, như cái slide trước chúng ta nhìn thấy. Thì vậy thì chúng ta đang ở cái giai đoạn như thế nào? Thì đây là trong một cái paper xuất bản năm 2021, thì các tác giả cũng là tác giả rất nổi tiếng như là Thierry Lebel và một số các tác giả khác, người ta đã nhìn nhận rằng là cái kỷ nguyên hiện tại chúng ta cho rằng đây là kỷ nguyên của thuốc toàn thân, nó gồm có thuốc đích và cái thuốc miễn dịch. Thì vậy thì cái vai trò của cái bác sĩ điện quang can thiệp điều trị các cái phương án điều trị tại chỗ thì nó có thay đổi gì không? Thì cụ thể cái giai đoạn cái kỷ nguyên của thuốc toàn thân gồm có thuốc miễn dịch và thuốc đích thì nó cụ thể là cái gì? Thì chúng ta thấy rằng là trong bối cảnh hiện tại thì chúng ta sẽ trong thực hành lâm sàng của điều trị ung thư nói chung và ung thư gan nói riêng, chúng ta thấy rằng là gì? Chúng ta có nhiều cái thuốc đã bắt đầu được thử các cái thành công về thử nghiệm lâm sàng và được cấp phép, gồm có các thuốc như là những ban đầu như là Nexava, rồi lenvatinib, rồi một số các thuốc regorafenib, carbamazepine, vân vân, thì những cái thuốc TKI đã được áp dụng trong thực tiễn lâm sàng. Ngoài ra thì chúng ta cũng thấy là cái kỷ nguyên của thuốc miễn dịch, nên là chúng ta thấy áp dụng rất nhiều các cái phương án miễn dịch khác nhau điều trị ung thư nói chung và điều trị ung thư gan nói riêng. Đặc biệt là đối với ung thư gan nguyên phát thì chúng ta thấy đề cập rất nhiều cái phức hợp điều trị bằng kết hợp giữa atezolizumab kết hợp bevacizumab, thì có thể được coi là first line điều trị trong ung thư gan, đặc biệt là giai đoạn tiến triển. Ngoài ra trong bối cảnh hiện tại thì chúng ta đã cũng hiểu rất sâu, trong thời bác sĩ thực hành lâm sàng chúng ta đã hiểu sâu hơn về bản chất của ung thư gan nguyên HCC, đặc biệt là chúng ta hiểu được cái tính chất đa dạng của HCC. Có những trường hợp thì rất là hiền hòa, nhưng có những trường hợp rất là aggressive, có thể tiến triển rất là nhanh sau điều trị. Về can thiệp nội mạch thì chúng tôi cũng cập nhật các cái thông tin đó, và chúng tôi cũng được cập nhật các cái kiến thức gồm có nút mạch gan trong các cái concept từ trước ấy, thì là nút mạch gan là chỉ điều trị gọi là palliative thôi, nghe điều trị tạm cầm cự và kéo dài. Tuy nhiên cho tới hiện tại thì với can thiệp nội mạch thì chúng ta đã có thể chia ra cái nhiều giai đoạn, là có thể đạt được cái giai đoạn triệt căn gọi curative phase. Ngoài ra thì trong thực hành lâm sàng thì chúng tôi cũng hiểu hơn bản chất sâu hơn về vấn đề về câu chuyện kháng taste, là một chủ đề chúng ta cũng đề cập cũng rất là nhiều trong các cái buổi hội thảo và cập nhật cái kiến thức thường xuyên. Kèm theo đó là cái vấn đề về cái linh hoạt điều trị giữa toàn thân và tại chỗ để mục đích kéo dài thời gian sống của người bệnh. Chúng ta đây là một cái ca lâm sàng mà cũng có thể chúng ta gặp trong thực hành lâm sàng. Đây là một bệnh nhân ung thư gan nguyên phát HCC, tổn thương thì tương đối là dữ dội, phát triển lan rộng toàn bộ gan phải và xâm lấn vào tĩnh mạch gan phải. Bệnh nhân này được chỉ định điều trị bằng miễn dịch, là bệnh nhân này tái phát dữ dội sau khi điều trị bằng đốt sóng cao tần, và sau đó chúng tôi có thể nút mạch gan. Tuy nhiên là ở tháng thứ 18 thì chúng ta nhìn thấy là gì, cái tổn thương u gan thì nó đã phát triển lan rộng, lan tỏa toàn bộ nhu mô gan, cái thể gọi là multiple toàn bộ nhu mô gan. Kèm theo bệnh nhân này có một cái tổn thương tái phát tại vị trí tiểu khung phía trên của bàng quang, và bệnh nhân này chúng tôi đã tiến hành sinh thiết và khẳng định là ung thư gan nguyên phát. Vậy chúng ta đối diện với bệnh nhân này là gì, tái phát sau một cái điều trị triệt căn.
và nó tái phát một cách rất là dữ dội như vậy. Bệnh nhân này thì trước khi gặp chúng tôi thì bệnh nhân đã được tư vấn để một bác sĩ ở bệnh viện khác thì không chuyên về ung thư, thì họ đã khuyên bệnh nhân là cái này không nên điều trị gì cả, bởi vì cái giai đoạn này là giai đoạn rất là rầm rộ và tiến triển và dự kiến thời gian sống thêm khoảng 3 tháng và nên không làm gì cả điều trị triệu chứng. Tuy nhiên bệnh nhân này đã gặp chúng tôi và chúng tôi đã không dừng lại tại đây. Bệnh nhân này việc đầu tiên chúng tôi đã tiến hành là mổ cắt cái khối u ở vùng cái khối tổn thương ở vùng vùng tiểu khung, bởi vì lo ngại vấn đề này phát triển, còn khi tổn thương phát triển nó gây ra các biến chứng như là tắc ruột. Sau đó chúng tôi tiến hành đặt cổng truyền hóa chất động mạch gan và tiến hành điều trị bằng cái phác đồ hóa chất để tấn công vào các tổn thương trong nhu mô gan. Bệnh nhân này diễn biến tiếp theo vào tháng thứ 42 thì các tổn thương nó bắt phát triển rộng ra, không chỉ trong nhu mô gan mà nó phát triển ra ngoài, xâm lấn các hạch ở phía sau phúc mạc và gây ra ứ nước thận bên trái. Sau đó thì chúng tôi đã tiến hành là đặt GG ở thận bên trái để giải phóng cái nhu mô thận bên trái. Bệnh nhân tiếp tục đến tháng thứ 52 và sau khi điều trị triệu chứng xong thì chúng tôi chuyển tiếp điều trị bằng thuốc toàn thân dùng sorafenib. Thì tháng thứ 52 thì các tổn thương nó tiếp tục bùng lên và di căn phổi rất là nhiều, và sau đó thì chúng tôi đã cân nhắc và chuyển sang điều trị bằng lenvatinib. Thì đây là hình ảnh chúng ta nhìn thấy ở tháng thứ 68. Thì thật là may mắn là các tổn thương nhu mô phổi đã biến mất hoàn toàn, và cái tổn thương đích mà chúng ta nhìn thấy ở vị trí hạ vân đề 4 thì đã co nhỏ lại rất nhiều so với cái phim trước khi điều trị chuyển sang lenvatinib. Thì chính vì thế chúng ta nhìn thấy là qua hai cái ví dụ này, chúng ta thấy rằng rõ ràng là cái kỷ nguyên của thuốc toàn thân gồm có thuốc đích và thuốc miễn dịch nó đã cho lại một cái power rất là lớn trong điều trị ung thư nói chung và điều trị ung thư gan nói riêng. Thế thì vậy thì cái vai trò điện quang can thiệp của chúng tôi nó có bị thu hẹp lại trong cái kỷ nguyên hiện tại hay không? Đến một câu hỏi đặt ra của rất nhiều các bác sĩ điện quang can thiệp, và trong cụ thể trong cái paper trước họ đặt ra là cái vai trò của can thiệp tại chỗ nó có thay đổi gì không? Thì tôi cho rằng là với cái vấn đề của thu hẹp hay không, chúng tôi có hai cái câu trả lời là có thể là đúng và cũng có thể là không đúng. Thì cụ thể là như thế nào? Thì trong một cái guideline, một cái hướng dẫn của điều trị ung thư gan mà đặc biệt focus vào cái giai đoạn trung gian mà chúng ta cũng dần dần cũng được cập nhật rất nhiều, đó là cái phân loại Kinki của Nhật Bản, thì họ tập trung vào cái giai đoạn trung gian. Họ cho rằng cái giai đoạn trung gian là giai đoạn rất là đa dạng, nghĩa là heterogeneity, và họ không chấp nhận là chỉ bệnh nhân giai đoạn trung gian, có nghĩa là không phải giai đoạn sớm và chưa có huyết khối tĩnh mạch cửa, mà họ đã chia thành ba cái nhóm là nhóm B1, nhóm B2 và nhóm B3. Trong đó dựa vào cái chức năng gan, vào chỉ số Chypert và dựa vào các chỉ cái vấn đề về burden của tổn thương, dựa vào cái chỉ số gọi là up to 7, thì trong đó chia ra là nhóm B1 là giai đoạn là tổn thương còn tương đối khu trú, B2 thì tổn thương đã chức năng gan còn tốt, và nhóm B3 là cái nhóm mà chức năng gan đã rất là tồi. Thì trong cái đó thì với cái nhóm khi phân loại dưới nhóm theo phân loại của Kinki thì chúng ta thấy rằng là gì, nếu mà trong giai đoạn sớm mặc dù là trong nhóm B thì họ vẫn khuyến khích là chúng ta nên điều trị theo hướng là điều trị triệt căn, nghĩa là có chúng ta nhìn thấy trên hình trên sơ đồ chúng ta thấy là gì, nghĩa là nên khuyến khích lên tìm một cách điều trị gọi là curative intent, bằng cách là gì, có thể nếu mà bệnh nhân vẫn cân nhắc cắt gan được thì nên cắt gan hoặc đốt sóng hoặc là phá hủy u gan tại chỗ bằng đốt sóng cao tần hoặc là vi sóng, hoặc là trong trường hợp không còn phù lựa chọn được phương án trên thì chúng ta sử dụng bằng phương pháp nút mạch thật siêu chọn lọc. Trong trường hợp mà khi mà không còn khả năng triệt căn nữa và chức năng gan còn tốt thì mới thực sự đấy là nhóm B thực sự, và nhóm đấy thì mới là điều trị bằng phương án là palliative gồm có các cái thương can thiệp nội mạch. Trong đó thì ưu thế sử dụng các hạt vi cầu tải thuốc như Deptase, hoặc là trong trường hợp khó khăn thì chúng ta sử dụng đặt cổng truyền hóa chất mạch gan, động mạch gan, hoặc là kết hợp với phương án toàn thân. Rõ ràng chúng ta thấy rằng là cái concept cái thay đổi về vấn đề về điều trị ung thư gan đã thay đổi rất là nhiều như vậy. Chính vì thế năm 2022 chúng ta nhìn thấy là gì, cũng trong cái guideline của BCOC năm 2022 thì cái sơ đồ điều trị ung thư gan nó đã trở nên phức tạp hóa rồi. Trong đó thì với cái chúng ta thấy rằng là gì, ở giai đoạn trung gian, cái vai trò của điện quang can thiệp chúng tôi ngoài cái việc là đốt sóng cao tần ở trong giai đoạn sớm thì chúng ta có thể là áp dụng bằng phương pháp can thiệp nội mạch là TACE cùng siêu chọn lọc để điều trị triệt căn. Tuy nhiên trong giai đoạn trung gian thì chúng tôi đã phải nhường chỗ cho vai trò của điều trị thuốc toàn thân. Chúng tôi chỉ tập trung vào điều trị giai đoạn sớm của trung gian hoặc giai đoạn trung gian của trung gian thôi. Còn giai đoạn muộn trung gian khi mà cái tumor burden nó rất là nhiều thì chúng tôi thường sẽ người ta khuyến khích là nên chuyển hướng toàn thân sớm để điều trị. Đây là một cái chiến thuật hài hòa kết hợp với các thuốc toàn thân để nâng cao cái hiệu quả điều trị của bệnh nhân hơn.
Cái tại sao người ta gọi là TACE có thể điều trị triệt căn thì chúng ta nhìn thấy là gì? Là đây một cái ví dụ của, trong một cái bệnh nhân trong một cái bài paper của quốc tế, chúng ta nhìn thấy là một bệnh nhân u gan 50 tuổi phát hiện u gan ở gan trái. Chúng ta thấy là bệnh nhân này được điều trị bằng nút mẩy gan và đây là phim cắt lớp vi tính mà bệnh nhân chụp sau 10 năm điều trị sau 2 lần nút mẩy gan. Chúng ta thấy rằng là gì? Tổn thương đã đáp ứng hoàn toàn và ổn định. Thì vậy thì đây là một cái có chúng ta thấy rằng rõ ràng là đây là có thể được gọi là một cái phương pháp triệt triệt căn. Vậy thì cái khái niệm triệt căn là như thế nào? Thì đây là một cái paper năm 2003, người ta đã đề cập rất nhiều, đã đề cập tới cái khái niệm điều trị triệt căn cụ thể là gì. Nghĩa là khi mà chúng ta làm bằng cách là can thiệp nội mạch nhưng mà nút mạch làm sao mà đạt gọi là angiographic subsegmentectomy, như chúng ta luồn catheter thật là siêu chọn lọc và chúng ta bơm cái vật liệu nút mạch không những tắc động mạch gan mà tắc tĩnh mạch cửa xung quanh thì tạo một cái diện hoại tử hoàn toàn u gan, như thế thì sẽ đạt được cái hiệu quả triệt căn. Và cái khái niệm này đã được áp dụng, đã được được khai phá từ rất là sớm. Chúng ta nhìn thấy là gì, từ những 2003 đã có một cái paper về một cái bài báo quốc tế đã đề cập vấn đề đấy. Chính vì thế với cái vai trò của can thiệp nội mạch như thế thì ESMO năm 2020 người ta đã cũng chấp nhận là TACE không chỉ là palliative nữa mà người ta chấp nhận một cái khái niệm là curative TACE. Và trong cái nhóm A, nghĩa là nhóm ung thư gan giai đoạn sớm, khi mà cái giải pháp về phẫu thuật không còn áp dụng được, khi mà ablation không được thì người ta có thể cân nhắc là TACE cũng đạt được cái hiệu quả triệt căn và xếp trong nhóm đó, ngoài cái nhóm B là nhóm 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 kinh điển của việc điều trị bằng can thiệp nội mạch ra. Đây là một cái ví dụ của chúng tôi khi một cái tổn thương u gan nhỏ ở vị trí hạ phân đi 6 và bệnh nhân này được chúng tôi tiến hành nút mạch siêu chọn lọc. Và thường khi mà để làm siêu chọn lọc như thế, chúng tôi thường sử dụng hệ thống phần mềm nó gọi là Embo Guidance để chúng tôi người ta vẽ đường, chỉ cái hệ thống nó máy móc nó sẽ vẽ đường một cách chính xác vào trong cái tổn thương. Và sau đó chúng tôi luồn catheter vào tận nơi và chúng tôi tiến hành nút mạch. Và đây là phim cắt lớp vi tính đánh giá lại sau khi điều trị, chúng ta nhìn thấy là gì, cái tổn thương đáp ứng hoàn toàn và đạt được hiệu quả triệt căn, hay là curative intent trong trường hợp này. Tuy nhiên trong thực tế lâm sàng thì chúng tôi cũng không thể dễ dàng đạt được những hiệu quả như thế. Đây là một bệnh nhân ung thư gan lớn, hay là giai đoạn B, nhưng mà cái tổn thương khối u rất là lớn, là ngoài cái tiêu chí up to 7. Và bệnh nhân này được nút mạch gan và chúng ta nhìn thấy là sau 1 năm thì cái tổn thương gan không chỉ là tại chỗ này mà nó bùng phát lên toàn bộ nhu mô gan xung quanh và kèm theo là di căn phổi. Thì đây là một cái câu chuyện là tại sao mà trong những guideline gần đây người ta đề cập là gì, hãy cân nhắc lại xem có nên những trong giai đoạn trung gian đặc biệt mà hai tumor burden có nên can thiệp mạch gan hay không, hay là đổi sang một phương án điều trị khác. Thì cũng một cái paper khác mà cũng một cái con số tương đối nhỏ, nhưng mà có một cái paper của tác giả Nhật Bản Kudo trong một cái nghiên cứu của Group of Concept, thì người ta thấy rằng là gì, là trong những trường hợp mà khi ung thư gan ở giai đoạn trung gian mà trong cái nhóm gọi là high tumor burden, khi tổn thương kích thước khối u lớn, số lượng khối u nhiều, thì người ta thấy rằng là gì, nên sử dụng thuốc toàn thân thì có ưu thế hơn so với can thiệp nội mạch. Và đây trong các nghiên cứu người ta đã chứng tỏ được rằng là gì, tỷ lệ đáp ứng của trong cái nhóm mà high tumor burden như thế thì nếu mà dùng lenvatinib thì tỷ lệ đáp ứng là đến là ORR là 73%, trong khi đó cái nhóm đấy nếu mà nút mạch gan thì đạt được 33,33%. Thì chúng ta thấy rằng là gì, với cái nghiên cứu này người ta thấy rằng là gì, vậy thì những trường hợp như thế thì nếu dùng TACE hoặc là can thiệp nội mạch thì đáp ứng nó sẽ kém hơn rất nhiều so với việc dùng thuốc toàn thân, và khuyến khích có lẽ nên chuyển dùng thuốc toàn thân sớm ở cái giai đoạn mà khi mà u gan ở cái giai đoạn là high tumor burden như thế. Tuy nhiên là trong một nghiên cứu khác người ta thấy rằng là gì, nếu mà chúng ta những bệnh nhân ung thư gan ở giai đoạn mà high tumor burden như thế, nếu mà chúng ta kết hợp giữa các thuốc toàn thân với can thiệp tại chỗ, nghĩa là dùng bằng can thiệp qua đường động mạch so với dùng đơn thuần của thuốc toàn thân không, thì người ta thấy rằng là gì, nếu mà mình kết hợp thì thời gian sống thêm của bệnh nhân sẽ kéo dài hơn so với dùng can thiệp. Rõ ràng vậy thì cái vai trò của chúng tôi điều trị đến can thiệp lùi một bước nhưng vẫn song hành được với việc điều trị, song hành với thuốc điều trị toàn thân để kéo dài thời gian cuộc sống người bệnh hơn so với việc là chỉ dùng thuốc toàn thân đơn thuần. Và trong các nghiên cứu này người ta đã so sánh, chúng ta nhìn thấy là sơ đồ đã thể hiện là gì, với cái nhóm mà dùng thuốc toàn thân đơn thuần, dùng TKI đơn thuần thì thời gian sống thêm sẽ ít hơn so với nhóm kết hợp dùa thuốc toàn thân và kèm với can thiệp nội mạch tại chỗ như thế. Đây cũng là một cái ví dụ khác, chúng ta nhìn thấy là gì, bệnh nhân này khi mà ung thư gan và dùng nhóm high tumor burden, u gan rất là nhiều và lan tỏa hai bên,
Và sau bệnh nhân này thì đầu tiên chúng tôi nút mạch bằng can thiệp nội mạch nhưng mà nó không đáp ứng, và chúng tôi đã chuyển sang dùng kết hợp vừa dùng lenvatinib kết hợp với đặt cổng chuyển hóa chất động mạch gan. Thì chúng ta nhìn thấy là gì, cái hình ảnh bên này là bệnh nhân trước điều trị và đây là hình ảnh sau một năm điều trị. Chúng ta thấy thì các tổn thương nó đáp ứng rất là tốt sau khi liệu pháp điều trị kết hợp giữa can thiệp nội mạch với thuốc toàn thân như thế. Đây là cụ thể giải thích chú thích rõ hơn cái tổn thương, cái ca lâm sàng chúng tôi vừa trình bày. Chúng ta nhìn thấy là gì, tháng 8 2021 thì cái tổn thương u gan rất là lớn, kích thước là 8,8 cm, nhưng sau khi liệu pháp kết hợp giữa toàn thân và can thiệp nội mạch thì chúng ta nhìn thấy kích thước khối u nó nhỏ lại còn 4,4 5 cm. Đây là cái tổn thương đáp ứng rất là tốt sau khi mà mình kết hợp giữa hai phương án điều trị toàn thân và tại chỗ. Ngoài ra thì cái vai trò của cái trong trường hợp là ung thư gan ở giai đoạn tiến triển advanced SCC thì rõ ràng cái concept thông thường chúng ta thấy rằng là gì, vậy đây là giai đoạn của thuốc toàn thân gồm các thuốc TKI như Nexava, lenvatinib rồi một số các thuốc cái line 2. Tuy nhiên câu hỏi đặt ra là gì, cái vậy thì tây trong giai đoạn này thì có tốt hơn không và có phù hợp hay không? Thì cũng gần đây có một cái nghiên cứu của Launch, là một cái nghiên cứu tung số lượng tương đối lớn thực hiện ở Trung Quốc, khi trong những trường hợp ung thư gan ở giai đoạn tiến triển advanced SCC có huyết khối tĩnh mạch cửa thì người ta thấy rằng là tiến hành kết hợp giữa TACE với dùng lenvatinib thì nó có thời gian sống thêm kéo dài hơn so với bệnh nhân dùng lenvatinib thông thường. Chúng ta nhìn thấy là gì, thời gian xung vị là 17,8 trong nhóm mà kết hợp so với cái nhóm dùng lenvatinib đơn thuần là dùng 11,5. Thì rõ ràng vậy thì cái vai trò của can thiệp nội mạch kết hợp với toàn thân nó vẫn thể hiện cái ưu thế hơn so với dùng thuốc đơn độc. Chính vì thế để kết thúc cái phần trình bày của tôi về quan điểm của tôi thì chúng ta thấy rằng gì, với cái kiến thức kinh điển trước đây thì là gì, chúng ta chia cái ung thư gan HCC nguyên phát thành 3 giai đoạn. Gồm giai đoạn sớm là cái vai trò của điều trị triệt căn gồm có mổ và điều trị bằng local ablation gồm có chủ yếu là bằng đốt sóng cao tần. Giai đoạn trung gian là vai trò là độc tôn của vai trò của phương pháp can thiệp nội mạch gồm TACE. Và giai đoạn muộn thì là dùng toàn thân, thường là dùng Nexava. Tuy nhiên cho tới hiện tại thì cái xu thế có vẻ thay đổi, là ngay giai đoạn sớm thì cái vai trò điện qua can thiệp nó vẫn đóng cái vai trò quan trọng trong việc điều trị đó. Chúng tôi lùi lại một bước trong giai đoạn trung gian, nghĩa là khi mà giai đoạn trung gian ở giai đoạn sớm và giai đoạn trung gian của trung gian thì chúng tôi vẫn có thể can thiệp nội mạch. Tuy nhiên ở cái giai đoạn muộn của trung gian, khi mà cái nhóm gọi là high tumor burden thì chúng tôi sẽ lùi lại một bước và nên nhường cho các thuốc điều trị toàn thân gồm có TKI hoặc dùng miễn dịch. Sau đó thì có thể kết hợp xen kẽ vào điều trị bằng các cái can thiệp nội mạch, nghĩa là người ta gọi là TACE on demand. Và ngay cả trong giai đoạn muộn thì cho tới hiện tại, nếu mà chức năng gan bệnh nhân còn tốt và cái mặc dù cái tổn thương nó phát triển rất là mạnh dữ dội thì cái vai trò của can thiệp nội mạch nó vẫn đóng một cái vai trò quan trọng kết hợp với cái thuốc toàn thân để kéo dài thời gian cuộc sống của người bệnh hơn. Thì đi đến kết luận cho cái bài trình bày của tôi thì có 3 cái kết luận. Một là cái kỷ nguyên của thuốc toàn thân gồm có thuốc TKI và thuốc miễn dịch đã làm thay đổi cái concept điều trị của ung thư nói chung và ung thư gan nói riêng. Thời gian sống thêm của người bệnh nhân bên HCC thì đã cải thiện rất là nhiều. Và tuy nhiên là cái điện quang can thiệp của chúng tôi gồm có phá hủy u gan tại chỗ và can thiệp nội mạch thì vẫn đóng một cái vai trò rất là quan trọng trong cái chuỗi điều trị ung thư gan nguyên phát. Và cá nhân chúng tôi và cũng truyền tải cái thông điệp với các bác sĩ điện quang, bác sĩ làm can thiệp nội mạch thì chúng tôi nghĩ rằng là không chỉ là cần có kỹ năng về can thiệp về can thiệp nội mạch như là luồn cateter vào rồi bơm các vật liệu vào, mà cũng cần phải cập nhật các kiến thức về các cái phương pháp điều trị toàn thân để biết cách phối hợp một cách phù hợp để giúp tăng hiệu quả điều trị cho người bệnh nhân ung thư gan nguyên phát. Vâng, xin cảm ơn.